Có gì đâu rồi. Vãi. Bây giờ nhá, thì các bạn sẽ làm này, các bạn đến 3 giây đi. Các bạn sẽ thêm cho mình tất cả những cái gì mà nó hiển thị trên màn hình. Các bạn sẽ cần một cái gì nhỉ? New một cái gì? Text. Đánh nó là ví dụ như là normal, TV thường phải gọi là cái khác nhỉ? Ví dụ như là LED TV đi. LED TV. Màu chữ không điệu quá nhỉ? Không thì khi mà bạn đánh chữ nó sẽ tự cho bạn một cái bảng chữ. Chữ ở trong này nó dùng nó khốn nạn. Nó khốn nạn. Tức là nó sẽ không cho em nhìn thấy phông ấy. Thứ hai là nhiều khi là nó hay bị đơ. Đây ví dụ LED TV này. Còn cách dùng thì nó cũng khá giống như thằng kia thôi. Thì mình cứ chọn phông thôi, là mình ấn nách nách. Ờ rồi đây nha. Tại mình học đồ họa ấy là mình không chấp nhận được những cái nào nó không phù hợp. Đấy, thấy chưa, LED. À, các bạn Ctrl D lên để thêm một layer nữa. Và kích đúp vào cái layer này để sửa nó thành gì nhỉ? Super, à không, Ultra. Ultra HD. Rồi thế đi chẳng hạn. Thì các bạn có này. Cần thêm một cái nét màu trắng nữa. Thì nét màu trắng làm bằng cái gì nhỉ? New, gì nhỉ? Solid. Solid là tạo ra một cái gì? Solid là tạo ra một cái lớp màu bệt. Các bạn thích màu gì này? Tức là trong cái lút này, After Effects này, nếu mình muốn một cái lớp màu thì các bạn sẽ dùng cái này cho nó nhanh, chứ chẳng nhẽ lại đi sang cái lút tạo một cái lớp màu nhấc vào. Hả? Ctrl Shift Y. Ừ, Ctrl Y dài là tạo ra, còn Ctrl Shift Y là sẽ sửa. Đây là vào, anh đoán nó vào layer này, solid setting này, new solid là Ctrl Y dài, sửa solid sẽ là Ctrl Shift Y. Đấy, các bạn muốn tạo một cái lớp màu ấy, thì các bạn sẽ ấn Ctrl Shift Y. À, Ctrl Y dài, còn muốn sửa thì các bạn sẽ ấn Ctrl Shift Y. Ở đây tại sao mình nên dùng solid? Các bạn có hai cách tạo mảng màu trắng nhé. Một đấy là các bạn dùng solid, hai là các bạn dùng cái gì nhỉ? Cái công cụ quy. Quy này thì mình sẽ phải vẽ ra, sau đó là chọn mảng là màu gì nhỉ? Màu trắng, xong để sờ chốc nó là bị gạch đi. Cái đây, cái dở và cái hay của solid là cái gì? Ở đây một thằng là shape layer và một thằng là solid. Solid mở ra chỉ có biến dạng. Shape layer mở ra còn có content, rectangle, transform, sổ ra, sổ ra, sổ ra. Thấy không? Sổ, 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 sổ hết luôn. Đấy. Các bạn nhìn nhá, đây là một cái gì nhỉ? Đây là một cái shape layer. Khi mình mở tất cả những cái gì của nó có ra ấy, nó sẽ dài như làm sao để hiểu được một người phụ nữ như này. Thấy không? Còn nếu như bạn sổ cái gì nhỉ? Wide solid lên chỉ có ngắn như một người đàn ông. Đấy đơn giản hiểu nhỉ? Nếu mà mình chỉ cần cái tính năng của nó là màu thôi ấy, thì không nên dùng shape. Còn sau này mà nếu mà muốn chuyển động, muốn nguẩy cái kiểu thì các bạn mới dùng gì nhỉ? Shape layer. Hiểu chưa? Thì các bạn được nhá. Chưa. Ui rồi bây giờ mới gọi là đang ấy thôi. Đang đầu óc đang bắt đầu đang ú ớ thôi. Mà bây giờ vào cái content luôn, tiếc các bạn cần học giỏi tiếng Anh nữa. Content là cái gì? Nội dung đúng không? Xong trong content cấu tạo gồm những cái gì? Rectangle tiếng Anh là cái gì? Rectangle path là cái gì? Stroke là gì? Fill là cái gì? Composite là gì? Fill ruler là cái gì? Ui giời. Kết hợp này. Từ từ. Vì nhiều cái phải học trước khi học về shape. Đây, các bạn thấy này, bây giờ đủ hết tất cả rồi đúng không? Bây giờ nếu mà chạy ấy, các bạn thấy là 4 layer cùng chạy hay là 1 layer chạy? 4 thằng cùng chạy, đúng không? Tất cả từ trái qua phải. Thì các bạn có thể là chơi trò này. Các bạn chọn cả 4 layer này, trong đầu mình ấn chốt gì nhỉ? P. Ở đây. Xong về 0 giây các bạn nhấc hết nó ra đâu nhỉ? Hết ra đây đúng không? Thì cái này nó chạy như này, ten 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 ten, đúng chưa? Dừng hình.
Đấy, các bạn thể thấy rõ là sự khác nhau giữa Ultra HD và LED TV kiểu gì đúng không? Đấy, như thế. Các bạn thích nó chạy lại, các bạn lại cho nó chạy lại. Hoặc là các bạn thích nó bỏ đi nào, tùy opacity giảm đi nhá. Còn đây là cái cách kỹ thuật này là cả bốn cái cùng chạy. Nếu như mà sau này mà các bạn làm giỏi hơn nữa thì các bạn làm một cái chạy, ba cái kia đi theo. Bằng cách này nè. Trong bài này thì các bạn nếu mà làm thì các bạn làm bốn cái đi. Còn anh có thể làm một cái trò là như này. Anh sẽ chơi trò một cái chạy ở 0 giây. Anh sẽ để cái thằng đây mình sẽ chỉ key duy nhất là cái adjustment ở 0 giây vị trí này. À nhưng mà trước khi bạn cho chạy thì các bạn nên chọn ba cái layer còn lại và kéo cái dây leo này thả đây. Thấy dây leo không? Kéo này. Nếu mà kéo trượt là nó bị ngổng ngoẳng này. Ồ, thấy không? Kéo chuẩn là nó không báo gì cả. Nếu mà các bạn kéo linh ta linh tinh mà kéo ra chỗ khác là nó đấy, giật lại. Thì cái này là để gì? Parent nó là liên kết nhiều họ hàng ấy. Kéo này vào đây thì tất cả ba thằng này sẽ bị sao nhỉ? Liên kết với adjustment layer. Khi mà cái layer adjustment này này di chuyển ấy, có thấy không? Bọn kia nó sao nhỉ? Di chuyển theo. Hiểu chất chứ? Thì bây giờ các bạn chỉ cần key cái position của cái adjustment layer ở 0 giây đến 3 giây mình kéo sang đây. Thì các bạn thấy là chỉ có một thằng duy nhất là có key, còn ba thằng kia là đi theo. Làm kiểu này cũng được, mà làm kiểu kia cũng được. Kiểu này thì sau này nó phù hợp hơn để cho các bạn làm người chuyển động. Giả sử như sau này mà các bạn làm nhân vật hoạt hình, các bạn tạo một cái com ra. À, trên cái này thì các bạn sẽ vẽ một thằng người, đây cái thân người này. Đúng không? Xong vẽ một cái tay. Vẽ thêm một cái tay nữa. Đúng chưa? À, bây giờ mình sẽ thấy enter đầu tiên đây là cái gì nhỉ? Thân. Còn đây sẽ enter là tay gì? Tay trái. Và đây sẽ là enter là tay phải. Thì bạn sẽ có thân, tay trái, tay phải. Thường là cái thân đi thì tay đi theo đúng không? Thế bạn phân tích em tụi người mình chẳng hạn này. Người mình sẽ đi thì cái tay sẽ đi theo. Cái chỗ này sẽ đi theo cái này. Cái này lại đi theo này. Mình thì chỉ cần cái duy nhất là cái chỗ này nó bám theo người là tất cả bọn này sẽ sao nhỉ? Đi theo hết đúng không? Giả sử như bây giờ anh cho thằng người, anh sẽ cho tay trái, tay phải bám theo thằng thân. Thì lúc mà thằng thân đi là sao nhỉ? Bọn này đi theo. Đúng không? Bây giờ mình sẽ vẽ thêm cái gì nhỉ? Cái khuỷu tay trái và gì? Khuỷu tay phải. Thì bây giờ nhá, mình sẽ có cái thằng này là đây, ấn enter đi. Khuỷu tay phải và cái này sẽ là khuỷu tay trái. Bây giờ di chuyển này. Giả sử như là bây giờ các bạn nên làm này, cái khuỷu tay trái này thì nên lại bám vào cái gì nhỉ? Tay trái. Còn cái khuỷu tay phải này thì nên bám vào cái gì nhỉ? Cái tay phải. Ví dụ như cái tay phải nó đi đâu ấy thì là cái thằng này đi theo. Thằng người này đi đâu thì cái tay phải đi theo. Nếu mà thằng người này đi ấy thì thằng này phải đi. Ví dụ như bây giờ trong quá trình di chuyển chẳng hạn mà các bạn ấn rotation các bạn thấy nhá. Ví dụ như cái tay trái mà xoay ấy. Thử này. Cái tay trái mà xoay này. Thì thấy cái gì đi theo nhỉ? Có đúng cái này xoay thì cái này phải đi theo đúng không? Đấy. Nếu mà cái này mà xoay chẳng hạn ấy, khuỷu tay trái mà xoay tiếp. Đây chẳng hạn. Đây thử cho các bạn xem nghịch này thôi. Đấy, thì thằng này phải bám theo thằng này bám theo thằng này. Thì cái kỹ thuật này gọi là kỹ thuật gì nhỉ? Parent. Không biết làm lại được, làm kiểu bốn cái cùng một lúc được. Hả? Nó là đi hết, không parent nữa. Parent ở đây có hai cách parent, một là kéo đây. Hai là chọn tên đổ xuống. Đó, chọn năm là không parent nữa. Hiểu không? Hả? Ờ, lại nếu mà em muốn làm một hình ấy, thì em nên có một team. Bởi vì làm hình nó hay ngại nhất là nó nản.
Em muốn làm một đứa vẽ Illud, một đứa làm chuyển động, xong một đứa làm gì đấy nó còn được. Vậy thứ hai mình có đội thì mình tự tin hơn. Sai gì thì đè vào cái đầu cả lũ mà chửi, không chửi riêng nào cả. Nên làm một mình là hay bị tất cả mọi thứ nó đổ vào người mình, là nhiều khi nó hơi ngại. Đấy, thì các bạn chơi trò thế thôi. Đơn giản thì các bạn trong bài này các bạn nếu mà làm được parent thì tốt, không thì các bạn chỉ dùng cái gì nhỉ? Adjustment thôi nhá. Adjustment layer là cái layer sẽ hỗ trợ cho các bạn điều chỉnh tất cả những cái bên dưới. Thì cái này nó ứng dụng nhiều lắm. Sau này các bạn làm che biển số hay cái gì chẳng hạn, các bạn dùng này. Một là adjustment layer, ok chưa? Hai là các bạn nghiên cứu tiếp bài phần gì nhỉ? Map Mark 5. Hôm trước về có làm được bài Sầm Sơn, bão Sầm Sơn đánh tan bãi biển không? Mình làm được bài đấy sẽ làm được Mark 5. Mark 5 của anh đẹp trai nhất thế giới đấy, Adam Levine à? Ở Maru 5 đây thì các bạn làm cái gì các bạn sẽ làm cho mình bài này. I'm in the taste of the sweet life. I'm in the conversation. I'm searching for a song tonight. Ờ bài này ấy, mình làm nếu bạn phân tích ra là mỗi trong bài hát này sẽ có nhiều câu. Để minh họa mỗi câu là có 3 cụm hoa nở ra. Và ba cụm hoa này như ngày xưa mình dạy các bạn là một file video PNG. Nhưng mà nếu mà bây giờ là các bạn phải làm, tự làm nó nở ra. Thì chỉ trong này ấy, các bạn hiểu cái khác là lồng com ấy, đúng không? Một com mẹ và có mấy com hoa nhỉ? Ba com hoa lồng nhau. Phân tích ở đây thì sẽ có cái layer, cái hiển thị trước mặt các bạn này gồm có một lớp ảnh này, ba cái com và một lớp gì nhỉ? Một lớp chữ thêm một bài hát nữa. Lớp ảnh là cái này. Hiểu cái khác là như này. Cái com version của After Effects ấy nó chứa được rất nhiều thứ từ ảnh, nhạc và nó chứa được cả gì nhỉ? Cả com của các cái hình khác vào. Ok, bây giờ mình sẽ thử làm cái này. Footage có cái gì? Các bạn đào bài tập về nhá, các bạn thấy là có video và footage, các bạn mở footage các bạn làm nhá. Trong footage có flower map, có black như này, brown, maroon 5. Thì các bạn sẽ nhập cái background vào. Các bạn thể tạo ngay từ cái này được. Các bạn tạo một cái video ra. Xong bạn nhập thêm cái gì nhỉ? Cái file loop vào. After vào bạn sẽ phải chọn là cái gì nhỉ? Composition layer style. Thì bạn sẽ có cái com bông hoa như này đúng không? Bây giờ mình phải làm gì cái này? Phải cho cái com flower map này nó gì? Chuyển động. Nếu mà phân tích ra thì lại phải mất công là tính là nó mọc mọc ra như nào và bao nhiêu, ví dụ như là mỗi này nở ra như nào đấy. Các bạn cứ cho nó rơi khoảng độ là 4 giây một lần hoa nở đi. Ok, thì bây giờ các bạn sẽ phải làm cho mình một cái clip hoa nở trong khoảng độ mấy giây nhỉ? 4 giây. Khi các bạn tạo cái co mới ấy, ví dụ này đi vậy em nhá, có hai cách tạo com, một là bấm vào đây, hai là kéo cụt tết vào đúng không? Nếu mà bấm vào đây mình để lần đầu, ví dụ như khi anh bấm vào đây anh để nó là 20 giây thì mình sẽ có một com một 20 giây. Nếu như bạn lần này bạn kéo này thả vào đây thì mình sẽ có một cái com là bao nhiêu giây nhỉ? 20 giây. Hiểu cách khác là này, khi mà các bạn tạo com theo cái kỹ thuật là từ footage hoặc là các bạn nhấc từ bên ngoài vào chẳng hạn ấy, có nhiều cách tạo com đúng không? Kéo một cái file chẳng hạn nó cũng tạo com. Nó không, khi mà các bạn nhấc nhập từ ngoài vào ấy, nó chỉ hỏi là tạo com trong layer size chứ nó không hỏi là bao nhiêu giây. Thì các bạn thể thấy là cái thời gian mà tạo ra thì nó sẽ là tương ứng với cái thời gian mà các bạn tạo com gần nhất. Có hiểu không nhỉ? Nếu mà lần cuối cùng các bạn tự tạo com ấy là bao nhiêu nhỉ? 1 giây chẳng hạn. Thì những lần sau các bạn tạo com ra thì tất cả đều là mấy giây? 1 giây hết, các bạn phải sửa lại. Ví dụ lần này mà mình kéo này vào một lần nữa ấy, thì một cái com mới sinh ra sẽ có thời gian là mấy giây nhỉ? 1 giây. Hiểu chưa? Đấy.
nói thế cho nó đầy đủ. Rồi, ok. Thì bây giờ mình đấy nhá, mình sẽ nhập cái flower map này vào cho các bạn, mình sẽ làm chuyển động. Cái này nó chỉ có 1 giây thôi, trong trường hợp này là mình tạo ra chỉ có 1 giây, ngắn quá. Các bạn sẽ ấn Ctrl K sửa lên là thành khoảng độ 5 giây nó dài. 5 chấm. Khi mà sửa lại thì nó sẽ có một số cái layer nó bị ngắn thì các bạn cần kéo dài lại. Nó đang là 1 giây thành 5 giây nó bị thiếu mà. Hiểu không? Đang 1 giây sửa thành 5. Bây giờ mình chỉ cần, các bạn chỉ cần thay đổi về scale là thành bài này. Trong bài này ấy, thì các bạn muốn scale là các bạn nên thay tâm. Ví dụ cái này mà cái lá này mà scale ấy thì bây giờ nó sẽ bị như này. Còn nếu mà muốn đẹp hơn thì các bạn nên thay tất tâm của nó vào gì nhỉ? Giữa. Thì ví dụ như các bạn xác định đến một khoảng nào để các bạn thay. Thay tâm dùng công cụ gì nhỉ? Y dài. Y dài cho phép thay các cái tâm của các cái hình này vào đây. Các bạn thay tất đây nhỉ? Thì bây giờ mình sẽ thử chọn tất cả, mình ấn S. Các bạn kéo này. À. Có hai thằng tâm chưa chuẩn là cái thằng hai thằng này đúng không? Thì bạn nên thay nốt tâm của thằng này vào vị trí khoảng này và tâm của thanh niên này vào nút đây. Rồi ok, thì lúc này bạn co giãn là nó sẽ như này. Đúng chưa? Tâm ở đây. Sẽ để 0 giây, tất cả nó là scale bằng như này. Các bạn bấm tất cả và các bạn ấn scale một phát. Xong đến tầm 3 giây thì ở 0 giây mình nên để nó là bằng bao nhiêu nhỉ? 0%. Xong đến 3 giây mình nên để nó là tầm này đi, đúng không? Ở đây thì các bạn cho to tí, các bạn tính nào tính nhá, anh sẽ tính kiểu này. Cái đoạn này thì mình nên cho nó gì nhỉ? Bé lại tí. Đó, cái trường hợp mà nó không hợp lý thì các bạn chọn tất cả và giữ A thôi. Kéo lùi lại cho nó nhanh hơn đúng không? Thì mình sẽ có mỗi cái sẽ mọc ra trong khoảng mấy giây nhỉ? 2 giây. Đúng chưa? 2 giây. Nhưng mà mọc này đều. Tất cả cùng bé, tất cả cùng to này không ai. Thì bây giờ muốn bé to mà nó lệch lệch đi thì bạn nên thay đổi gì? Thay đổi vị trí xuất hiện của gì nhỉ? Keyframe. Nếu mà kéo này là thay đổi vị trí xuất hiện của layer, tức là ví dụ đến đây chẳng hạn ấy. Tức là đến đây thì bắt đầu cái layer này mới gặp. Nếu bạn kéo thế này cũng được. Các bạn chỉ cần kéo ba bọn này dịch đến đây. Bạn chơi trò kéo nó nẻ nẻ này nhá. Thấy không? Ngẫu nhiên đi. Hai thằng tách ra một tí. Thế. Đến đây chẳng hạn. Thằng này đến đây, các bạn không nhất thiết là các bạn kéo ngay cả này được. Thế chẳng hạn, kéo bừa đi. Miễn sao mình đã có rồi, nó, mỗi layer nó đều có là bé, to xong lại bé chẳng hạn. Thì bây giờ bọn nó chỉ thay đổi thời gian thôi chứ mà này. Đúng không? Đấy, ví dụ thế. Thì bạn sẽ có một cái composition là nở ra. Bây giờ mình cần ghép cái này vào một cái cảnh gì nhỉ? Cảnh chính đúng không? Các bạn sẽ lấy một cái nền và tạo một cái từ này. Thì đây sẽ là cái com này, các bạn thể đổi tên cái này là đổi tên com bằng cách là enter đặt tên nó là sờ. Như nãy là skin gì nhỉ? Skin main là cảnh gì? Cảnh chính cho nó quen nhá, đổi tên đi. Đây là cảnh chính này. Trong cảnh chính này được tạo ra bằng một cái layer và thêm mấy gì nữa nhỉ? Mấy com này nữa vào thì bạn sẽ có, đúng không? Nhưng mà cảnh chính thời gian cần dài cần ngắn? Cần dài, bởi vì cảnh chính nó gồm nhiều cảnh nhỏ đúng không? Thì bạn cần Ctrl K cảnh chính này, ví dụ như 5 giây chưa đủ, mình để 30 giây đi. Thì bạn thấy là đây là cái nền nó dài 30 giây. Khi mình kéo một cái com
flower map vào cái con cảnh chính thì nó chỉ dài mấy giây trong khoảng 5 tỷ lệ đúng không? Tại sao mình không nhìn thấy cái bông hoa đâu? Bởi vì sao nhỉ? Cái bông hoa này phải mất mấy giây mới hiển thị. Các bạn nhìn nhá, cái flower map này ban đầu là bằng mấy? Không nhìn thấy. Đến tận khoảng độ mấy giây nhỉ? Đến tận 3 giây bắt đầu mới hiển thị hết. Thì đương nhiên là khi mà các bạn nhìn đây thì ban thời gian đầu sao nhìn thấy được? Tức là thời gian đây tương ứng với thời gian bên trong đúng không? Kéo đây mình nhìn thấy. Thì bên mình cần có mấy cái này nhỉ? Ba cái, Ctrl D lên. Và Ctrl D. Ở đây thì mình có thể thay đổi kích thước của từng cái com để cho nó phù hợp. Bây giờ mình sẽ có ba cái như này. Mình có thể làm gì nữa? Lại thay đổi gì? Vị trí xuất phát. Thay đổi gì nhỉ? Opacity. Đây là mình thay đổi từng cái gì nhỉ? Từng com một chẳng hạn. Thế đi, thì các bạn sẽ có như này. Ồ, thằng này có lửa. Thằng này bằng không. Đấy, ok. Bây giờ mình thấy đấy, cái com chính này được tạo ra từ một cái nền và ba com nhỏ. Thêm một cái bài hát vào, thêm một đoạn text vào là mình đủ một cảnh. Dễ thôi đúng không? Rất là dễ. Kéo tiếp này vào và thả vào AE. Ui mẹ. Đời mới thả sướng nhà thả luôn. Đây, tiếp tục đánh thêm một cái gì nhỉ? Text. Ví dụ như là anh đánh quá nhiều rồi anh nhớ được. I meet the text of the Twitter line. Theo bạn đánh đúng không? Không bao giờ sai luôn. Bởi vì sao? Bởi vì nhìn ở đây rồi. Thấy chưa? Tự mình hiểu đi. Đây là cái nội dung của cái layer chữ anh vừa đánh ấy. Ờ biết rồi. Thử bọn em tí thôi. Ở tại sao nhìn thấy nhỉ? À nằm dưới cái nền. I read the text of the squid line. Đấy thì bạn phong phía các bạn mở giữ tự hiểu nhá. Bây giờ cái này nó mọc ra nó phải phù hợp với cái gì nhỉ? Cái lời bài hát. Ấn thì để ra được cái âm thanh bài hát nhỉ? Ấn LL. Có cái LL mà không nhớ. Ấn LL thì các bạn sẽ thấy nó ra cái sóng âm của cái âm thanh. Sao mỗi lần này cái này phải sửa nhỉ? Audio. Audio hardware. Thêm một câu đúng không? Bây giờ cái layer text này phải sao nhỉ? Chặt. Chặt bằng cách nào? An gì? Làm sao để chặt một cái layer ở vị trí đang chọn? An ngoặc vuông. Ôi chết mẹ rồi, chặt nhập. Chặt cái thằng chữ cơ. An đóng ngoặc vuông để nó chặt cái layer này ở đây. Thấy chưa? Thì đến đây sẽ hết câu này. I'm here to taste of the sweet life. Ồ, này phải lên trên. Đấy, mình thấy không? Cái này là dở là. Nào nhỉ? Cái này mọc bố ra tận câu mấy nhỉ? Câu 2. Đây có thể là do gì nhỉ? Một cái lời bài hát nó chỉ dài trong khoảng mấy giây thôi. 4 giây. 5 giây hết thì đến đây là hết một câu là mất 4 giây. Mà các bạn xếp 3 cái này dài tận quá mấy giây nhỉ? 5 giây thì các bạn phải sợi nên xếp cái gì nhỉ? Cái chuyển động của bông hoa chậm lại. Hoặc là các bạn phải kéo bọn này. Nếu mà kéo này lùi lại ấy, thì nó sẽ có gì nhỉ? Đây cũng được thôi nhưng mà I'm here to taste the sweet life. Đây là các bạn phải chặt hết. Chọn cả ba cái này ấn gì nhỉ? An. Đóng ngoặc một thể. Phải không? Đây là chặt. Bên trong này nó vẫn mọc, ví dụ như bên trong này nhá, mọc từ 0 giây đến mấy giây mới hết nhỉ? Hơn 3 giây mới hết, còn đoạn sau chỉ là đứng im. Thì một là em ra ngoài này, vào đây ấy, em chặt trước. Em chặt ở con này, em bấm Ctrl K, trong này tận 5 giây thừa đúng không? Mình chặt con trước, mình còn mấy giây nhỉ? 3, 4 chấm đi. Thì nó còn mấy giây nhỉ? 4 giây.
thì khi mình ra comp chính ấy thì mình thấy cái đoạn thừa nó đỡ đỡ nhiều. Đúng rồi, nó là liên quan thôi. Tiếp tục các bạn lại Ctrl D lên ba cái bông hoa đấy và lại Ctrl D cái chữ lên sửa nội dung đi. Nói chung là các bạn chỉ có duy nhất là cái bài hát và cái layer này là không ảnh hưởng, còn ba cái kia là phải thay đổi liên tục theo gì nhỉ, theo lời bài hát, chuẩn chưa? Cái này nếu như mà các bạn làm cả một bài hát map ấy, thì có vẻ là cũng hơi mệt. Đây mình chỉ làm khoảng độ là 4-5 câu thôi. Ngày xưa là mình cũng đào được cả cái này nhưng mà không làm. Đấy, nó có, các bạn thể đào file nút chuẩn của nó là các bạn lấy cái file hoa này của mình thôi được. Để lấy hoa này đi, mình chia sẵn layer hết rồi. Tiếp tục lại Ctrl D tiếp lên kéo dài thời gian ra. Để câu thứ mấy nhỉ? Câu thứ hai đúng không? Ctrl D tiếp sửa nội dung đi được câu thứ ba. Nhìn này. Nhiệm vụ bây giờ chỉ là gì nhỉ? Thay đổi vị trí và thời gian xuất phát. Hiểu chứ? Hơi lâu tí các bạn Ctrl D tiếp. Sau này ấy, mình sẽ học cái cách làm sao để cho nó gọn gàng hơn. Nhưng mà nói chung là như thế này thì cũng là bản chất đấy. Đấy. Skin main. Yeah. Thấy không? I miss the taste of a sweet life. I miss the conversation. Ok chưa? Đấy, thôi bài này thôi là đủ rồi. À quên, chạy mình nó chạy được. Đấy, đơn giản thôi. À, chữ phát sáng này. Thì bọn em đây là mấy layer, 1 2 3 4 5 6. 6 layer này mà muốn phát sáng thì mình nên dùng hiệu ứng chứ không dùng adjustment layer được. Nếu mà muốn cả file phát sáng thì các bạn lưu một cái gì nhỉ? Adjustment layer thì tất cả cái nào dưới sáng. Và nếu muốn sáng riêng từng thằng một thì sẽ phải chọn cái hiệu ứng là phải chuột phải này đi. Có hai cách, một dùng là hiệu ứng, hai dùng layer style. Chuột phải layer chọn layer style chọn gì nhỉ? Afterglow. Afterglow sẽ tỏa sáng. Còn nếu mà không thì dùng hiệu ứng glow thì nó sẽ chuốt hơn, để nó cho mình là thay đổi từ màu A đến màu B. Màu A là màu trắng, màu B là màu xanh nè. Ví dụ A là màu tím đi. Thấy không? À, các bạn sẽ thay đổi khá nhiều cái. Color face, phòng màu, opacity, result, radius, rất nhiều cái nữa. Intensity này. Nhớ nhà màu này. Origin này, nó bảo glow color là màu tỏa sáng, nhìn thấy không? Màu tỏa sáng là origin. Origin tiếng Anh cái gì? Origin là màu nguyên bản, nó là màu trắng. Còn nếu mà muốn màu tỏa sáng là gì nhỉ? A đến B thì nó sẽ như thế này. Thấy chưa? Còn nếu bạn muốn nó vừa chuyển động mà nó vừa có màu ấy thì bạn key cái color fade này. Cái color fade này là cho phép nó nhiễu huê bên Photoshop ấy. Thấy không? Thì ví dụ như ở đầu layer thì mình để color fade này, cuối layer mình để color fade khác chẳng hạn, thì trong quá trình nó chạy thì nó từ tím đến xanh đến hồng. Nói chung là sinh ra cái key này để làm gì nhỉ? Thay đổi đúng không? Nếu mà tất cả bọn này thay đổi để ra kết quả nha. À, nhiều lắm, radius, result. Ít nhất là các bạn, tốt nhất là các bạn nên học tiếng Anh tốt một tí. Vì nào. À, bây giờ này, một layer có thì có effect. Ctrl C. Chọn các layer khác ấn Ctrl V. Bây giờ thằng nào nó mờ này thấy không?
dán vào phần mềm về tư duy ra, nó copy paste thôi thì nó sang hiệu ứng sang cái này rồi khác, hiểu chưa? Chứ được chưa? Ok, làm thử tất cả những cái này đi, xem hướng dẫn nhá, tí post cho một đống video hả. Could not complete your request because of compressing data.